Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khi thời tiết Bắc Bộ đã chuyển rét khô thì ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, không khí lạnh đang tiếp tục gây mưa rông trên diện rộng. Cục bộ có điểm đang có mưa to đến rất to. Dự báo từ nay đến hết ngày 4 tháng 12, khu vực từ Quảng Trị trở vào cho tới Quảng Ngãi sẽ có mưa to với tổng lượng mưa là từ 70 đến 150mm và có nơi sẽ trên 180mm. Khu vực Quảng Bình xuống tới Bình Định, Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to trên 150mm. Do mưa lớn nên tiếp tục cảnh báo cao với nguy cơ xảy ra ngập úng tại vùng trũng, lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Do mưa nhiều nên nền nhiệt trong ngày mai ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ chỉ duy trì trong khoảng từ 26 cho tới 29 độ. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây thì trời sẽ không mưa, trở lạnh với mức nhiệt phổ biến là từ 21 đến 23 độ. Ở phía Nam, khu vực các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, ngày mai trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 27 đến 30 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ thì còn chịu ảnh hưởng của nhiễu động ở phía Nam nên có mưa rào rải rác và có nơi có dông về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động trong ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Trở ra với Bắc Bộ, nền nhiệt độ đang có xu hướng tăng dần nên cảm giác sẽ bớt rét hơn. Mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai phổ biến là từ 13 đến 16 độ. Vùng núi sẽ có nơi thấp hơn. Ngày mai thì trời có nắng và khô hanh, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Trên biển, trên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc ở mức cấp 6 rồi cấp 7 gây biển động. Ngày mai thì gió sẽ giảm dần. Còn trên khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh cấp 5, phía tây là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây sóng cao, biển động đi kèm với mưa rông và tố lốc nhiều nơi.